diễn từ trong hội đường Capharnaum. Ông Phêrô tuyên xưng lòng tin. Gioan chương 6. Đức Giêsu nói với họ: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó các anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Chẳng nên ngạc nhiên nếu có lúc đức tin gặp khủng hoảng. Cả lịch sử Cựu Ước đông đưa giữa tin và không tin. Khi Đức Giêsu đến, người ta phải đứng trước một lựa chọn: tin hay không tin vào lời Ngài, vào con người Ngài. Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy một kinh nghiệm về khủng hoảng đức tin nơi chính các môn đệ. Kinh nghiệm ấy thật gần gũi với con người hôm nay. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Đó là phản ứng của các môn đệ ngày xưa khi nghe thầy Giêsu vén mở căn tính của thầy. Thầy khẳng định mình từ trời mà xuống và thầy sẽ trở lại nơi thầy đã ở trước kia. Sau khi hiến mình chịu chết cho nhân loại và nuôi nhân loại bằng chính máu thịt mình, hôm nay chúng ta vẫn có thể thấy chúng chướng tai. Mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm tử nạn của con Thiên Chúa, bí tích thánh thể, mầu nhiệm Chúa về trời, đó vẫn là và mãi mãi là những mầu nhiệm khôn dò. Phải yêu mến mới hiểu được, mới chấp nhận được. Hôm nay vẫn có câu lời Chúa bất ngờ làm ta choáng váng, vì chướng tai, chướng cả với suy nghĩ và tình cảm của ta. Lời Chúa đòi tôi đi xa hơn, bắt tôi điều chỉnh lại mối tương quan đã có với Chúa. Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Họ đã đi với Ngài một thời gian, đã tin và trở thành môn đệ, nhưng họ không thể đi tới cùng cuộc phiêu lưu này. Trở nên môn đệ hay trở nên một Kitô hữu không phải là một đảm bảo chắc chắn mình sẽ trung tín mãi mãi với Đức Kitô. Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Đức Kitô luôn luôn mới, là để Ngài
từ từ đưa ta đi sâu vào mầu nhiệm hơn. Cuộc phiêu lưu nào cũng có chút rủi ro, cũng đòi chút liều lĩnh, vì đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu, của lòng tin. Đã có những môn đệ không tin và bỏ đi. Ngay trong nhóm ở lại cũng có kẻ phản bội. Để khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Đại diện nhóm 12, Phêrô bày tỏ thái độ ở lại. Không phải vì ông và các bạn hiểu được lời thầy Giêsu, nhưng vì họ tin vào con người của thầy, tin thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, đấng đã cho dân ăn no nê, đấng đã đi trên biển. Lòng tin này khiến họ chấp nhận cả những lời chướng tai. Lời chướng tai là lời đem lại sự sống đời đời. Nhiều bạn trẻ hôm nay cô đơn nhưng không biết đến với ai. Hãy cùng nhau đến với và ở lại bên thầy Giêsu. Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thực sự tự nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.